Rồi chút đút cho bé gấu ăn ăn cá đi. Cá đó, tôm đó, cho nó ăn đi. Cho bé gấu ăn thì con bé gấu đói rồi. Bà đút cho bé gấu ăn nữa nè. Tiếp ba bỏ vô nè. Cho bé gấu ăn, ăn cá nè. Nè cá nè, thấy không? Gấu nó ăn cá đó. Rồi đút đi. Nè cũng cầm muỗng này. Đút lặn con thôi nha. Mâm 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 mâm. Rồi tiếp tục đút đi. Mâm. Ý sao lấy ra gì ạ? Múc đi, múc cho nó ăn đi. Mâm 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 mâm. Đút cho bé gấu đi con. Chút à. Rồi đưa cho bé gấu ăn đi. Rồi con lấy cái muỗng múc đi. À, lấy muỗng nào múc cho bé gấu kìa. Cho ba tháo cho. Chúc bé. Cậu không? Con tốt cho cậu đây. Ừ. Ừ. Cho đi con.